Triều Tiên hôm qua đã tiến hành cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên. Lễ duyệt binh diễn ra trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Trọng tâm của lễ kỷ niệm là màn phô diễn sức mạnh quân sự và đoàn kết nội bộ. Triều Tiên đã trình diễn tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và thiết bị bay không người lái, tấn công mới ở trong cuộc duyệt binh quy mô lớn này. Những hình ảnh do Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên công bố cho thấy là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quan sát lễ duyệt binh cùng các đại biểu đến từ Trung Quốc và Nga.